Thưa quý vị, theo các nhà vườn trồng trái cây trên địa bàn huyện Châu Đức, những năm trước, khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 là thời điểm bà con trồng trái cây chính vụ thu hoạch rộ. Nhưng năm nay do nắng nóng kéo dài từ sau Tết Nguyên đán, nên thời điểm hiện tại một số nhà vườn trái cây mới chỉ bắt đầu có trái non. Theo thống kê, huyện Châu Đức hiện có trên 2.650 hectare cây ăn trái. Ảnh hưởng của thời tiết không chỉ khiến cho vụ thu hoạch trái cây năm nay bị trễ, mà còn làm cho năng suất trái cây giảm khoảng 30%. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp huyện Châu Đức khuyến cáo các nhà vườn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế thiệt hại. Tích cực nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với thị trường. Nói đến Châu Đức là nói đến diện tích cây trái lớn nhất của Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều loại cây trồng của Châu Đức đã được định danh trong tỉnh, trong nước và thị trường nông sản thế giới. Cacao là một ví dụ. Đất đỏ Ba San ở Châu Đức thích hợp với cây cacao, nên hơn 20 năm trước, cacao đã xanh cây, bén rễ tại Châu Đức. Đến năm 2004, cacao phát triển thành vùng chuyên canh. Năm 2015, diện tích cacao ở Châu Đức có hơn 260 hectare. Được đảng bộ quyện xác định là cây trồng chủ lực, nên từ năm 2018, địa phương đã hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, tiếp tục nhân rộng thêm gần 200 hectare cacao. Vì là giá nó một là ổn định và đầu ra nó là được bảo đảm. Tương lai là cây cacao của tỉnh mình chắc coi là nhiều. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 1.200 hectare cacao, thì một nửa trong số này trồng ở huyện Châu Đức với hơn 650 hectare. Cacao Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, huyện Châu Đức nói riêng được chuyên gia, nhà sản xuất sô-cô-la nước ngoài đặc biệt lựa chọn bởi chất lượng vượt trội so với những địa phương trong nước. Và tất cả các diện tích cacao trồng mới và diện tích cacao hiện có thì huyện sẽ mời gọi các doanh nghiệp đến để liên kết bao tiêu sản phẩm đối với cái diện tích này và để hình thành huyện Châu Đức có một cái vùng trồng cacao có diện tích đủ lớn, tạo ra cái vùng nguyên liệu đủ lớn để mời gọi các cái doanh nghiệp về để bao tiêu sản phẩm cũng như xây dựng các cái cơ sở chế biến và thu mua ở trên địa bàn huyện. Với 1/3 hồ đập suối ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung tại huyện Châu Đức, tạo ra nguồn nước dồi dào cho sản xuất nông nghiệp. Châu Đức vì vậy rất thuận lợi để phát triển chăn nuôi cá nước ngọt. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 400 hectare diện tích mặt nước được tận dụng, khai thác hiệu quả trong nuôi cá. Tận dụng cái nguồn nước có sẵn có, cái dòng kênh chảy qua đây, thế cho nên chúng tôi đào ao nuôi cá, chuyển cái mô hình này. Chứ ngày trước cây là cứ trồng bắp trồng bì là không hiệu quả, chuyển sang mô hình này là thấy bà con rất ủng hộ và kinh tế phát triển tương đối tốt. Nói đến nghề truyền thống ở Châu Đức, không thể không nhắc đến làng dệt lưới sông Cầu ở xã Kỷ Thành, huyện Châu Đức. Đây là làng nghề đang dệt lưới có quy mô lớn và duy nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Làng hình thành từ năm 1980, xuất phát từ những cư dân vùng ven biển Hải Lăng, Quảng Trị, rời quê hương đến Bà Rịa Vũng Tàu và chọn Kỷ Thành làm nơi dừng chân. Trải qua bao thăng trầm, nghề dệt lưới sông Cầu Kỷ Thành vẫn trụ vững nhờ sản phẩm không chỉ cung cấp trong tỉnh mà còn ra nhiều tỉnh thành phía Nam và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Lúc mới lập địa khai nghề, ở sông Cầu chỉ có 14 hộ chủ yếu dệt lưới bằng tay, nay có trên 30 hộ với 100% cơ sở đều dệt bằng máy, hiệu quả gấp 5-6 lần. Các cơ sở này đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng một người một tháng. Thì bây giờ tôi làm nghề này tại vì ba tôi là nghề biển, làm biển. Thành thử cái nghề này là nó thuộc về biển thì tôi làm theo ba tôi làm thôi. Nghề này làm thì nghỉ thì không có nghỉ đâu, tại vì khi nào mà cúp điện thì nghỉ. Quen cái nghề này rồi thì làm nó cọc cạch vậy nó cũng vui, nhưng mà nghỉ thì nó buồn. Thì đối với cái nghề dệt lưới ở địa phương thì thực ra địa phương cũng đang có định hướng là làm sao để mở rộng được cái quy mô ngành dệt này. Nó trở thành một cái quy hoạch của một cái làng nghề. Thứ hai nữa là nó cũng làm tăng được cái thu nhập. Thêm vào đó nữa là cũng tạo nên một cái cảnh quan du lịch để thu hút đối với cái nghề dệt lưới ở địa phương. Nếp sinh hoạt của làng nghề dệt lưới sông Cầu tiếp nối nhau suốt mấy chục năm qua, không chỉ giúp các gia đình làm nghề vượt qua nghèo khó mà còn góp phần xây dựng quê hương.
và các thế hệ nối tiếp nghề đã truyền cho nhau thông điệp: khi nào biển sông khô nước thì bà con xóm lưới mới bỏ nghề.